Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, cuộc sống khắc nghiệt luôn tồn tại vô vàn khó khăn và bất ngờ, đòi hỏi chúng ta phải nhanh chóng thích nghi và giải quyết vấn đề. Thật vậy, để làm được điều đó, mỗi người trong chúng ta đều rất cần sự chủ động để giải quyết những tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống. Không thể cứ mãi há miệng chờ sung, chúng ta cần phải chuẩn bị những tình huống có thể xảy đến và trong cuộc đời hữu hạn này, cơ hội chỉ đến trong phút chốc. Nếu chúng ta không biết nắm bắt, sẽ hối hận cả đời. Việc chuẩn bị trước những tình huống xấu sẽ giúp chúng ta có sự nhanh gọn trong việc xử lý mọi việc, ít tổn thất và đạt được mục đích của mình. Cũng giống như tuổi Mão trong năm 2021. Năm 2021 là thời điểm vàng, bạn phải chủ động nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Cơ hội sẽ không tự nhiên. Muốn thành công, cần chủ động. Đó là lời khuyên mà thầy Gia Cát dành cho tuổi Mão. Kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ vận trình của tuổi Mão trong chương trình ngày hôm nay để bản mệnh có thể hiểu rõ hơn về việc mình nên làm và chủ động hơn tìm cách giải quyết biến hung thành cát, đuổi dữ đón lành trong năm 2021 Tân Sửu. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Mão trong năm 2021 thì chúng ta hãy cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tuổi Mão trong năm 2021 có vận thế bình thường, có lẽ vượng nhất là về tình duyên. Đối với người độc thân, có nhiều mối nhân duyên sẽ đến với bạn, được người khác thổ lộ tình cảm. Tuy nhiên, làm mối thì tối nằm không, tuổi Mão cần phải biết được đâu là tình yêu đích thực để nhận ra và cùng nắm tay người đó đến hết cuộc đời. Nhìn từ phương diện bất lợi, tuổi Mão âm mộc khắc chế thái tuế sửu âm hòa. Nếu không cẩn thận, rất dễ kích động thái tuế. Chính vì vậy, bạn cần luôn mang bên người một kim bài thái tuế có tác dụng hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình. Sự xuất hiện của nhiều hung tinh như tang môn, địa tang, phi đầu khiến cho bạn cần phải đề cao cảnh giác. Ba hung tinh tang môn, địa tang và phi đầu ý chỉ chuyện tăng tốc. Điều này sẽ có ảnh hưởng nhất định dự báo tuổi Mão năm nay gặp chuyện liên quan đến sinh tử. Vì thế trong năm nay bạn nhất định phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận. Trong năm, thái tuế không gây nhiều ảnh hưởng đến tuổi Mão nên sự nghiệp của người tuổi này nói chung khá thuận lợi, đặc biệt là trong các lĩnh vực làm marketing, đầu tư, tài chính, thủy lợi. Tuy nhiên, trong công việc thì đề phòng mưu hại. Người tuổi Mão tính cách nhu nhược, làm việc lề mề, cho nên bất lợi cho cuộc sống tương lai của bạn. Cơ hội sẽ không tự nhiên đến với bạn mà cần phải nắm bắt, không nên dựa dẫm vào bất cứ ai. Dù trong quá trình thực hiện kế hoạch gặp phải nhiều vấp váp, thậm chí là rủi ro ngoài dự kiến, thì bản mệnh cũng không nên nản lòng, bỏ cuộc. Cơ hội phát triển nghề nghiệp có lợi cho kinh doanh, hợp tác, đầu tư, chiến dịch và các hoạt động khác. Tử vi tuổi Mão năm 2021 dự báo bạn cần nhìn lại các mục tiêu của cuộc sống đều không ngừng thay đổi để khiến bản thân tốt hơn. Đồng thời, không nên phí thời gian vào những chuyện tình cảm không đâu mà nên chú trọng vào học tập, sự nghiệp. Bởi lẽ, nếu bạn thiếu thốn nghèo đói cũng không thể hạnh phúc. Tuy nhiên, khuyên bạn không nên quá mức đơn thuần. Đối với người khác, vẫn cần đề phòng, nếu không sẽ mang đến cho bạn nhiều vấn đề. Quý vị thân mến, để có thể hiểu rõ hơn về vận trình sự nghiệp, tình cảm cũng như sức khỏe mà tuổi Mão sẽ phải trải qua trong năm 2021 sắp tới, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình. Kênh Phong thủy Sa Cát xin chia sẻ vận trình tử vi tuổi Mão qua tất cả các phương diện. Đầu tiên, về mặt sự nghiệp. Trong năm 2021, Tân Kim lộ xuất chính quan, Sửu âm thổ lộ xuất thiên tài, tạo thành tổ hợp thực thần sinh tài.
Chính vì thế, trong năm Tân Sửu 2021, bản mệnh gặp nhiều may mắn trong các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, thành tích làm việc được nâng cao. Thêm vào đó có thực thần tác động khiến bạn có một cuộc sống tự do, hưởng thụ, thường không phải chịu áp lực, ràng buộc từ cấp trên và đồng nghiệp. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Một khi đã xác định kế hoạch thì có thể thoải mái thực hiện, không cần phải lo trước, lo sau hoặc có người hãm hại. Người tuổi này có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp nhờ đạt được thành tích tốt. Nhưng cơ may này chủ yếu đến với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, đầu tư. Những người làm văn phòng khó đạt được cơ hội này, song bạn cũng nhận được sự tôn trọng của bạn bè và đồng nghiệp, được cấp trên ưu ái, có cơ hội được tăng mức đãi ngộ, không phải chịu sự chèn ép, không có nhiều áp lực, được tự do hoàn thành công việc của mình. Năm Thái Tuế có các tinh tứ lục chủ về công danh, sự nghiệp, chiếu mệnh những người tuổi Mão, nên mệnh chủ sẽ có rất nhiều cơ hội kiếm tiền và phát triển, khả năng phát tài lớn nên đừng để lãng phí. Nên thực hiện đầu tư tài chính hợp lý dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Khi gặp vấn đề trong đầu tư và quản lý tài chính, có thể tham khảo ý kiến của mọi người. Đồng thời, hãy cẩn thận với một số hành vi ác ý, không được ảo tưởng quá tham về vấn đề kiếm tiền nhanh chóng, làm giàu, không lao động vẫn có lắm tiền, há miệng chờ sung, phải thật vất vả mới có được thành quả đáng kể. Để bổ trợ thân mệnh cho mình, kích tài, tăng cường cát khí, nghênh đón quý nhân, thì bản mệnh cần mang pháp khí nhà Phật theo bên mình. Bát Bảo Tâm Kinh giúp bản mệnh cải mệnh, công việc được hanh thông, thuận lợi và mang lại tài lộc. Về mặt tài lộc, nhờ có cục diện thực thần sinh tài mà năm 2021 là một năm khá thuận lợi với người tuổi Mão trên phương diện tài lộc. Bản mệnh có nhiều cơ hội phát huy được năng lực và tài hoa của mình trong sự nghiệp. Đặc biệt, nếu làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, đầu tư, bạn dễ dàng được thăng chức, tăng lương, nguồn thu nhập cũng khả quan hơn so với năm vừa qua. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý, tuy trong năm 2021, thái tuế không ảnh hưởng tới bản mệnh, song vận may của tuổi Mão chỉ ở mức trung bình. Trong cuộc sống hay sự nghiệp cũng cần phải chủ động, tự lực cánh sinh, không phụ thuộc vào bất cứ ai mới có thể có được thành công. Quý nhân hiếm hoi lắm mới xuất hiện, vận may sẽ không tự đến với bạn mà cần phải cố gắng rèn luyện trong cả một quá trình. Dự đoán tử vi những người tuổi Mão sẽ bị tổn thất tài chính cá nhân. Nhưng cũng đừng lo lắng về điều đó, tình hình sẽ không tồi tệ mà mất đi ít tiền. Theo lý thuyết phong thủy, thật tốt khi chịu tổn thất tài chính bất ngờ nhưng của đi thay người. Trong suốt cả năm, tốt hơn hết, bạn không nên đánh bạc hoặc mua vé số, nó không quan trọng nếu bạn làm điều đó cho vui. Dự báo chiêm tinh của tuổi Mão năm 2021 đã báo trước một giai đoạn tuyệt vời về tiền bạc. Các tuổi Mão sẽ có được thu nhập ổn định và sẽ có đủ tiền tiết kiệm. Bạn không nên phung phí vào những thứ xa xỉ và sử dụng thu thập đưa vào tiền tiết kiệm. Các bạn làm việc trong ngành bảo hiểm và bất động sản sẽ sẵn sàng đối mặt với sự biến động trong dòng tiền. Thỉnh thoảng, bạn có thể mong đợi một khoản lợi nhuận từ các nguồn không xác định ngoài thu nhập thường xuyên. Để có thể bổ trợ cho bản mệnh về sự nghiệp cũng như tài lộc thì bản mệnh hãy mang theo pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Là một trong những pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bạn có được tăng cát khí, mang lại nhiều may mắn và nghênh đón quý nhân để hỗ trợ bạn đẹp hơn trong năm 2021 sắp tới. Bên cạnh đó, Bát Bảo Tâm Kinh còn giúp bạn tránh được vận xui, tiểu nhân và mang lại bình an cho bạn ở bất cứ đâu. Về mặt tình duyên, năm 2021, tình cảm của tuổi Mão có thể nói là muôn màu, muôn vẻ. Đối với người độc thân, sẽ có nhiều mối nhân duyên đến với bạn, được người khác thổ lộ tình cảm. Tuy nhiên, làm mối thì tối nằm không, tuổi Mão cần phải biết đâu là tình yêu đích thực để nhận ra và cùng nắm tay người đó đến hết cuộc đời. Đối với người có gia đình, có thể đó là niềm vui có con, mặt khác cũng nên tích góp để chào đón những thiên thần mới. Để có thể kích hoạt tình duyên, bạn chỉ cần mang theo bên mình pháp khí vòng tay, tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi. Hy vọng về chuyện kết hôn, lập gia đình rất cao, mệnh chủ cần hành động nhanh hơn, chủ động xuất chiêu và nên đeo thêm vòng tay, tam hợp quý nhân để trong năm 2021 không bị lẻ bóng. Về sức khỏe, vì thái tuế không gây những ảnh hưởng trực tiếp lên bản mệnh nên tình trạng sức khỏe cho người tuổi này khá ổn định. Bên cạnh đó, do năm nay sự nghiệp của bạn sẽ phát triển nên cần nhiều mối quan hệ xã hội hơn. Nếu bạn cần tham gia các hoạt động ngoài trời, bạn phải tránh các môn thể thao mạo hiểm.
không nên uống rượu quá mức. Năm nay, đặc biệt không nên vi phạm pháp luật và trật tự, đừng tự rước họa vào thân mình để tránh mất đi sự tự do cá nhân. Mệnh chủ cũng cần phải chú ý giữ bình tĩnh trong mọi chuyện, không cố tình gây mâu thuẫn, xung đột với người khác. Nên hạn chế sử dụng những đồ vật sắc nhọn hoặc để ở những nơi ẩm ướt, âm u, nguy hiểm. Trong cuộc sống hàng ngày, cần chú ý giữ lối sống lành mạnh, tránh xa rượu, bia và các chất kích thích. Nếu không uống thì sức khỏe của bạn xuống dốc mà ngay cả sự nghiệp cũng phải chịu ảnh hưởng xấu đi. Ngoài ra, bản mệnh còn dễ mắc phải bệnh vặt khi thay đổi thời tiết, khi trời chuyển lạnh hoặc chuyển nóng, cần có trang phục thích hợp. Con giáp này không nên quá tập trung vào sự nghiệp mà quên đi mất việc nghỉ ngơi. Khi có thời gian rảnh rỗi hoặc khi phải chịu áp lực căng thẳng thì nên nghỉ ngơi, đến những nơi trong lành để thay đổi tâm trạng và trò chuyện, tham gia các hoạt động tập thể với mọi người. Bên cạnh việc chú ý đến việc ăn uống và giữ gìn sức khỏe, lối sống thì bạn hãy sử dụng thêm pháp khí nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Mang theo pháp khí hàng ngày sẽ giúp bản mệnh nghênh đón quý nhân và tai nạn qua khỏi. Pháp khí giống như một tấm bùa hộ mệnh, giúp bạn yên tâm hơn khi làm việc, học tập cũng như vui chơi. Từ đó, bản mệnh mang cho mình một tinh thần tốt và luôn mong có khách để được tiếp tục hoàn thành các sự kiện trong năm 2021. Ngoài bảo vệ cho bản mệnh, pháp khí còn giúp bản mệnh tăng cường may mắn và chiêu tài lộc cho bản thân. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có thêm được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.